Chữ H. Là con ngựa. Mình cùng học bạn chữ cái nào. Chữ A. Là con vật. Chạy đi. Chữ A. Có lẽ là con bạch
cho em sao? Là nữ hoàng. Dựng rờ. Chữ sơn là quả dâu tây. Cái gì vậy ta? Là con hổ sao? Chữ vàng. Núi